là một sinh vật đơn bào, amip dường như vô hại. Dưới ánh đèn của kính hiển vi, chúng trông như những sinh vật vui tươi đang tổ chức một vũ hội, ít nhất là cho đến khi chúng tìm thấy một nhóm vi khuẩn. Ngay lập tức, những con amip vô hại vài giây trước biến hình thành những sát thủ nham hiểm, ngoạm lấy vi khuẩn và xé xác chúng bằng enzyme. Ôi trời ơi, dăm ba con vi sinh vật, bạn nghĩ thế, nhưng ác mộng thực sự xảy ra khi chúng mò được vào não người. Kể từ khi được nhà nghiên cứu bệnh học người Úc Malcolm Fowler xác định lần đầu tiên khoảng 50 năm trước, đã có ít nhất 146 ca nhiễm trùng Naegleria fowleri, còn gọi là amip ăn não, được báo cáo tại riêng Hoa Kỳ. Chỉ có 4 người sống sót sau khi bị nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong lên tới 97%. Vấn đề trở nên nghiêm trọng tới mức, vào tháng 9 năm 2020, chính quyền bang Texas, Mỹ đã khuyến cáo người dân tạm thời ngừng sử dụng nước vì nhà chức trách phát hiện ra amip ăn não trong nguồn nước tại 8 thành phố của bang này. Vậy thì, amip ăn não là gì? Nó nguy hiểm cỡ nào và tại sao bạn hiếm khi nghe về nó? Bất chấp biệt danh khủng khiếp của chúng, hầu hết các loài amip ăn não đều chưa từng ăn một bộ não hoàn chỉnh nào. Nó cái gì? Sinh vật bơi lội đơn bào này có tên chính thức là Naegleria fowleri. Chúng dành phần lớn thời gian để ngủ đông trong các lớp trầm tích ở đáy ao, hồ. Chỉ khi thời tiết trở nên ấm áp, chúng mới giã đông, bơi lội xung quanh và nhai vi khuẩn. Không giống như hầu hết các bệnh lây chuyển qua đường nước, nó hoàn toàn lành tính nếu như bạn uống nó. Chỉ khi lớp bùn đáy bị xáo trộn, amip bị lôi ra khỏi địa chỉ thường trú của nó, khuấy vào trong nước và chui vào hốc mũi của những người đang bơi lội hoặc ngụp lặn trong làn nước, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên xấu xí và rợn tóc gáy. Ngay cả khi những con Naegleria fowleri đang ngủ đông và hoàn toàn không có ý định làm hại con người, thân nhiệt từ 36 độ 5 đến 37 độ C của bạn vẫn sẽ hoạt động như một chiếc đồng hồ báo thức. Và giống như bất kỳ ai sau một giấc ngủ dài, loài amip ăn não thức dậy với một cái bụng đói. Và nó bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Nó trườn lên dọc theo dây thần kinh khứu giác cho đến khi phát hiện ra một mớ neuron trong mờ lem và bắt đầu đào sâu vào. Đó chính là miếng đậu phụ nặng 1 cân 3, aka não của bạn. Chính vì cần phải đi qua dây thần kinh khứu giác để xâm nhập vào não, nên N. fowleri không thể lây nhiễm qua đường uống. Ngoài hít phải trong lúc bơi lội, con người có thể nhiễm amip ăn não nếu sử dụng nước có chứa mầm bệnh để xúc rửa mũi bằng một thiết bị có tên gọi là bình neti. Não ẩm và ấm giống như những hồ nước và suối nước nóng nơi amip ăn não ngủ ngoẩy. Đến đây, cần phải lưu ý rằng amip và vi khuẩn là khác nhau. Amip là một loại vi sinh vật nhân chuẩn, có cấu trúc tế bào phức tạp, các bào quan được bao bọc bởi màng và có cả nhân tế bào. Vi khuẩn là vi sinh vật nhân sơ, chúng không có nhân tế bào và các bào quan cũng không có màng bao bọc. Nhìn chung, amip là những sinh vật to lớn, phức tạp và mạnh mẽ hơn vi khuẩn rất nhiều. Chúng có thể thay đổi hình dạng bằng cách co và giãn các chân giả. Amip cảm nhận sự hiện diện của vi khuẩn bằng các tín hiệu hóa học, phóng những chiếc chân giả cầy về phía vi khuẩn, vây quanh và nuốt chửng con mồi. Một khi đưa được vi khuẩn vào nhà và đóng cửa lại, amip thả chó. À nhầm, amip bơm enzyme và phân hủy con mồi. Nhưng não không có vi khuẩn cho amip ăn, thế nên sinh vật này tấn công tế bào thần kinh để lấy dinh dưỡng, gây ra một tình trạng nguy hiểm gọi là viêm màng não do amip nguyên phát, gọi tắt là PAM. Nhưng chẳng phải hệ miễn dịch của con người được thiết kế để ngăn chặn những loại vi trùng như amip hay sao? Thì đúng vậy, hệ thống miễn dịch không ngồi nhìn ký sinh trùng ăn trung tâm điều khiển của nó. Nó giải phóng một lượng lớn tế bào bạch cầu để tiêu diệt amip đang gặm não. Thật không may, trận chiến khốc liệt này lại đang diễn ra bên trong một hộp sọ cứng cáp. Chúng ta có một hộp sọ cực kỳ cứng để bảo vệ não khỏi chấn thương. Nó có thể chịu một lực tương đương 227 cân. Nhưng khi não bị nhiễm trùng, bị viêm và bắt đầu sưng lên, một hộp sọ cứng quá lại là một bất lợi cực lớn. Bộ não phồng lên làm gia tăng áp lực nội sọ, đẩy thân não và các vùng lân cận xuống đáy hộp sọ.
Điều này gây gián đoạn kết nối của não với tủy sống, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp giữa não với các bộ phận quan trọng khác của cơ thể như hệ hô hấp, nghĩa là làm gián đoạn việc thở. Hầu hết nạn nhân của amip ăn não đều tử vong vì lý do này rất lâu trước khi bị amip ăn mất một phần não đáng kể. Bệnh viêm màng não do amip, PAM, tương tự như bệnh viêm màng não do virus và vi khuẩn, ngoại trừ việc kẻ xâm lược gây ra bệnh này đến từ nước và nó ăn não của bạn. Cần phải nhấn mạnh rằng viêm màng não do cái gì thì cũng đều nguy hiểm và có thể gây tử vong. Nhưng viêm màng não do vi khuẩn thì có thể điều trị bằng kháng sinh. Tỷ lệ tử vong thường dưới 43%, có thể thấp tới 3% ở nhóm trẻ em hoặc 17% ở người lớn dưới 60 tuổi. Viêm màng não do virus thì thường tự khỏi trong vài tuần hoặc đôi khi là vài tháng, và việc điều trị chủ yếu chỉ bằng tính hỗ trợ. Trở lại với viêm màng não do amip, một cách không hề ngoa, có thể nói rằng Anne Fowlery chính là sát thủ gần như hoàn hảo của tự nhiên. Đầu tiên, PAM tiến triển rất nhanh. Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến tử vong thường chỉ trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Một khi triệu chứng xuất hiện, đồng nghĩa với ký sinh trùng đã gây ra sự phá hủy không thể phục hồi đối với các mô não quan trọng. Thứ hai, PAM cực kỳ hiếm và các bác sĩ thường không coi đây là một chẩn đoán ưu tiên. Các triệu chứng ban đầu của bệnh bao gồm nhức đầu, sốt, buồn nôn, nôn, cứng cổ, lú lẫn, ảo giác và co giật thì lại cũng không đặc thù và có thể bị nhầm lẫn với những căn bệnh thông thường hoặc những bệnh viêm màng não do vi khuẩn và virus gây ra. Chính vì vậy, bệnh nhân mắc PAM thường bị điều trị sai lầm, gây lãng phí thời gian vàng. Hậu quả là, đến khi xác định được là bệnh PAM thì hầu hết các biện pháp can thiệp đã trở nên quá muộn. Theo các chuyên gia, cứ 3 trường hợp PAM thì chỉ có 1 trường hợp được xác nhận, số còn lại bị chẩn đoán sai và được ghi nhận là tử vong do các bệnh viêm màng não thông thường. Thứ ba, rất ít người từng sống sót sau khi bị PAM, thế nên việc xác định phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân viêm màng não do amip là rất khó khăn. Và cuối cùng, chưa có loại thuốc nào được chứng minh là đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại amip ăn não. Ngày nay, các bác sĩ thường sử dụng mutaforcin kết hợp với nhiều loại thuốc khác để điều trị PAM. Tuy nhiên, mutaforcin lại có thể gây dị tật bẩm sinh ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra, bộ não của tớ và bạn được thiết kế với những bộ lọc ngăn cản các chất độc và mầm bệnh phân tán vào não. Một trong những bộ lọc đó là hàng rào máu não, The Blood-Brain Barrier. Đúng như tên gọi, chức năng chính của nó là bảo vệ não khỏi những chất có hại, đồng thời cho phép chất dinh dưỡng thiết yếu trong máu đi qua. Hàng rào máu não được xây dựng từ các tế bào nội mô xếp rất sát nhau. Khoảng cách hẹp giữa các tế bào thực sự đã tạo ra một rào cản vật lý, chặn hầu hết các phân tử lớn và các mầm bệnh có hại xâm nhập vào mô não thông qua mạch máu. Khám ở chỗ, nó vô tình chặn luôn hầu hết những loại thuốc mà chúng ta dùng để điều trị các bệnh về não, trong đó bao gồm viêm màng não do amip. Một trong những điều khiến nhiều nhà khoa học bối rối đó là có hàng trăm triệu người thường xuyên lui tới các địa điểm bơi lội hàng năm tính riêng ở Mỹ, trong khi số ca mắc amip ăn não lại chỉ giới hạn ở vài ca mỗi năm. Nghĩa là có thể có hàng triệu người đã tiếp xúc thường xuyên với Anne Fowlery và không bao giờ bị bệnh. Các chuyên gia nghi ngờ rằng những người mắc viêm não do amip có thể đã hít phải một lượng lớn ký sinh trùng, hoặc cũng có thể có một sự khác biệt nào đó về di truyền khiến cho họ dễ bị nhiễm trùng hơn. Nhưng khác biệt đó là gì thì chưa ai biết. Cho đến khi các nhà khoa học lập được từ điển amip, lời khuyên vẫn là bạn nên tránh bơi lội ở những vùng nước ngọt ấm áp, hoặc nếu như có thể, hãy cân nhắc việc đeo kẹp mũi để giúp loại bỏ ký sinh trùng amip xâm nhập vào mũi và vào não của bạn. Các chuyên gia cũng khuyên mọi người tránh khuấy động trầm tích dưới đáy của những vùng nước nơi mà amip có thể sinh sống. Tóm lại, đừng đụng vào chúng thì chúng sẽ để bạn yên. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Vào năm 2013, một cậu bé 4 tuổi sống gần New Orleans, Mỹ đột ngột qua đời do bệnh mà các bác sĩ sau đó xác định là PAM. Bố mẹ cậu khẳng định rằng gia đình cậu chưa từng tới bất kỳ hồ nào. Thứ duy nhất mà cậu bé chơi đó là một máng trượt nước nối với vòi nước ở sân sau.
Hai năm trước đó, một thanh niên 20 tuổi ở Mỹ đã mắc bệnh PAM sau khi rửa xoang bằng một chiếc bình neti mà anh ta đã đổ đầy bằng nước máy. Các nhà dịch tễ đã tìm thấy amip ăn não ở nhà nạn nhân và thậm chí là cả trong các đường ống dẫn nước từ ngoài đường vào nhà. Hầu hết mọi người chỉ uống nước từ vòi, còn nạn nhân đen đủi đã dùng nước chứa amip để rửa mũi. Trên thế giới, amip ăn não thường xuất hiện ở những nơi có nhiều nắng, thế nhưng vẫn có những ngoại lệ. Theo The Atlantic, hai trường hợp PAM được xác nhận ở tiểu bang lạnh giá Minnesota của Mỹ vào năm 2010 và 2012 đã dấy lên một nỗi lo sợ về một sự bùng nổ anopheles do biến đổi khí hậu gây ra. Tin vui là amip ăn não không phải là một bệnh lây truyền, thế nên ít nhất thì chúng ta sẽ không phải đối mặt với một thứ gì đó tựa như COVID-19, nhưng có tỷ lệ chí mạng lên tới 97%. Suy cho cùng, xác suất bị amip ăn não là rất rất thấp. Nó còn thấp hơn cả xác suất bạn bị cá mập ăn thịt, bị tai nạn máy bay hay thậm chí là bị sét đánh. Và tin vui hơn đó là bạn cũng có thể tự mình điều chỉnh xác suất này xuống nhỏ hơn nữa, và nó thậm chí rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là đừng rửa mũi bằng nước từ vòi nước máy, dùng kẹp mũi khi bơi lặn, không ngâm đầu dây nước và không sục sạo đáy bùn nơi mà những con amip đang kiếm ăn. Hy vọng là Vifi không làm bạn sợ. Cơ mà dù sợ hay không thì cũng nhớ cho chúng tớ xin một like nha. Nếu bạn thích các nội dung thông não về bệnh tật, nhớ đăng ký Vifi và rung chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.